Xin chào tất cả mọi người, và hiện tại thì mình lại đang có mặt tại phòng kỹ thuật laser. Và trong kính máy quay là chị Giang hôm nay qua đi cây để quyết định là xóa sửa cặp mày của mình. Đây là tình trạng mà rất nhiều khách hàng gặp phải, đấy là sau khi mà đã thực hiện là làm lông mày tại những địa chỉ khác nhưng mà lại chưa đạt được cái như mong muốn và đã đến đi cây để thực hiện là xóa sửa đi cặp lông mày. Thì trước khi để quan sát quá trình mà chị thực hiện laser lông mày thì chúng ta sẽ cùng làm cây với chị Giang một chút nhé. Dạ, em chào chị Giang ạ. Chị chào em. Chị Giang ơi, chị có thể chia sẻ một chút về tình trạng mày ban đầu của mình khi đến với đi cây được không ạ? Thì ngày xưa kiểu là thưa lông mày ấy, xong cũng cứ hót đi phun đi xăm ấy, thì chị đi phun đi xăm thôi. Nhưng mà càng kiểu phun xăm rồi mình cứ không hút ấy, mình cứ đẩy mực đẩy lên ấy. Mình cứ phun trồng lên ấy. Nhưng giờ càng ngày kiểu mình giờ công nghệ hiện đại thì mình muốn xóa hẳn đi để mình làm lại mới ấy. Và như em thấy thì là lông mày của chị hiện tại thì đang khá nhiều lớp mực trồng, và hơn nữa thì là mày của mình đang kiểu phần đuôi như là phun rồi, và cái dáng mày thì nó hơi cứng, làm cho khuôn mặt của mình bị hơi dữ một chút, cũng như là hơi bị già hơn so với tuổi một chút. Thì chị Giang ơi, thì không biết là có cơ duyên nào mà chị lại quyết định lựa chọn đi cây để thực hiện là xóa sửa lông mày lần này ạ? Bởi vì em thấy là mình cũng thực hiện khá nhiều lần ấy nhưng mà mình chưa được như ý. Chị thì biết qua đi cây qua Facebook thôi. Chị là chị chủ động tìm hiểu qua Facebook đúng không ạ? Nhưng mà chị cũng tìm hiểu hơn một năm đấy. Cũng thời gian khá lâu để mình có thể đến đây mình làm trực tiếp ấy, trải nghiệm. Như vậy là mình đã nghiên cứu rất là kỹ qua Facebook rồi đúng không chị? Thì bây giờ khi mà chị đã nghiên cứu kỹ như vậy rồi, hôm nay khi mình đến trải nghiệm thì không biết là hiện tại bây giờ chị Giang còn có cái băn khoăn hay lo lắng nào trước khi mà bắt đầu vào thực hiện không ạ? Nhưng không, chị sợ đau thôi. Có nghĩa là tất cả mọi lo lắng hay băn khoăn là mình đã tìm hiểu và mình hoàn toàn tin tưởng rồi mình mới đến đúng không chị? Vâng, thì cái nỗi sợ duy nhất bây giờ của chị là sợ đau. Và đây cũng là nỗi sợ chung của rất là nhiều chị em khi bắt đầu đi làm đẹp. Thì bây giờ thì em sẽ mời chuyên gia của DK bắt đầu thực hiện cho chị để xem là cái siêu laser Vicomax tại DK có giúp mình xóa tan được cái nỗi sợ cuối cùng đấy không chị nhá? Dạ vâng ạ, em sẽ mời chuyên gia bên em bắt đầu thực hiện cho chị. Và như mọi người cũng có thể thấy là lông mày của chị Giang thì cũng khá là chồng chéo, khá là nhiều lớp mực rồi. Và hôm nay thì chuyên gia tại DK sẽ thực hiện là laser để hút đi cái phần mày đấy của chị. Và mọi người sẽ, ngay bây giờ mọi người sẽ được theo dõi cận cảnh nhất cái quá trình. Và mọi người thấy đúng không ạ, là khi mà tia laser tác động đến đâu thì phần mực là được mờ đi rõ rệt đến đấy, và không hề làm tổn thương cũng như trắng cháy trụi lông phần lông mày của chị Giang nhá. Chúng ta nhìn thấy là mờ đi rõ rệt rồi ạ. Chị Giang dừng lại một chút giúp em nhá. Đó, ống kính có thể zoom cận vào để mình so sánh hai bên. Bên vừa thực hiện hút laser xong thì đã mờ đi có thể nói là đến 60 hay 70%. Đó. Chị Giang ơi, chị có muốn xem cái kết quả? Thôi, chị sợ. À không, mình có thể mở mắt ra để mình xem cái kết quả chị ạ. Đấy, chị nhìn mình sẽ thấy được cái sự khác biệt rõ rệt đấy ạ. Ừ. Sao nó thần kỳ thế nhỉ? Chị thấy như thế nào về kết quả này ạ? Như thế chị làm lâu rồi. À thế ạ. Vâng. Thì chị Giang, mình vừa thực hiện một bên rồi thì mình cảm thấy cái nỗi sợ đau của mình được xua tan nốt chưa chị? Vẫn hơi tê châm chích đấy, tại vì chị là người chịu đau rất là kém. Vâng ạ. Đấy, chị là một người chịu đau kém mà chị cũng chỉ hơi châm chích một chút đúng không ạ? Đó, cho mọi người yên tâm nhá. Siêu laser Vicomax 2022 tại DK là cái siêu laser hiện đại nhất trên thị trường hiện nay, và chỉ tác động và phá vỡ đi cấu trúc của hạt mực thôi, không hề làm chúng ta tổn thương vùng da. Cho nên là nếu mà mọi người đang gặp phải tình trạng như kiểu lỗi mày môi hay bất kể mí hay là bất kể vùng da nào cần được xử lý hay là cần can thiệp bằng laser thì hãy tin tưởng DK, bởi vì DK luôn luôn mang đến những dịch vụ tốt nhất, những sản phẩm công nghệ cao nhất để phục vụ cho khách hàng được đạt được cái chất lượng tốt nhất nhé. Và một người sợ đau như chị Giang thì cũng rất là nhanh và đã có được cái kết quả ngay sau một lần thực hiện xóa xăm phần lông mày tại DK. Và chị cũng đã chia sẻ là cũng chỉ châm chích một chút thôi. Vậy nên là nếu mà chị em nào có nhu cầu hay cần được tư vấn về dịch vụ xóa xăm lông mày tại DK thì hãy inbox lên cho fanpage để được tư vấn tốt hơn nhé. Và bây giờ thì chị Giang đã xóa xong rồi, thì em sẽ mời chuyên gia của DK là sẽ dặn dò chị, cũng như là mình dặn dò cho chị để chị chăm sóc sau khi thực hiện laser nhé chị Giang nhé. Chị Giang ơi, thì chị giúp em là mình có thể nhắn nhủ một đôi lời đến các bạn đang theo dõi livestream để các bạn có động lực đi làm đẹp hơn được không ạ? Muốn đẹp thì cứ đến đi cây đấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cái lời nhắn nhủ gọi là đi vào trọng tâm và vấn đề luôn của chị Giang nhé. Em cảm ơn chị với những chia sẻ ngày hôm nay. Và mọi người nếu mà có bất cứ điều gì thắc mắc gì về dịch vụ laser thì hãy inbox lên cho fanpage để được giải đáp tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.